Man United vừa có thêm chiến thắng 1-0 khác dưới thời huấn luyện viên Ralph Rangnick, nhưng trận thắng này khiến người hâm mộ của họ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Làm khắc lên sân của đội bác bạn Norwich, nhưng Man United rất chật vật để có thể mang 3 điểm về. Ronaldo là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này từ chấm phạt đền. Với 3 điểm có được, Manchester United tiếp tục củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng với 27 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 4 là West Ham, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Làm khách đến sân của Liverpool, trong ngày trở về của Steven Gerrard, thủ thành Emiliano Martinez đã có màn trình diễn xuất sắc, nhưng tưởng đó là chưa đủ để có thể giúp cho Aston Villa có điểm rời thành phố cảng. 90 phút tại Anfield của vòng 16 khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Liverpool. Salah là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền, qua đó khiến cho ngày về mang nhà sư của Gerrard không được trọn vẹn. Aston Villa đã tổ chức phòng thủ rất tốt, nhưng Salah đã có phong độ hủy diệt. Anh trực tiếp mang về quả đá phạt đền và tự mình ghi bàn để giúp The Cop có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường. Cũng ở vòng 16 Premier League đêm qua, Manchester City có chiến thắng sát nút 1-0 trước Wolverhampton. Arsenal trở lại với chiến thắng 3-0 trước Southampton, trong khi Chelsea giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds United. Trận đấu giữa Brighton và Tottenham Hotspur đã bị hoãn. Udinese tiếp đón AC Milan trên sân nhà và trận đấu đã chứng kiến kịch tính ở những phút cuối cùng. Ibrahimovic ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp ở cấp độ giải vô địch quốc gia tính từ năm 2000 để giúp AC Milan có được một điểm rời Dacia Arena. Trước đó, đội chủ nhà Udinese có được bàn thắng mở tỷ số sớm do công của Beto. Hòa chung cuộc một đều, Udinese tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, AC Milan dù vẫn giữ được ngôi đầu nhưng chỉ còn hơn Inter 2 điểm. Nếu như Inter giành chiến thắng trước Cagliari vào đêm nay, ngôi đầu sẽ đổi chủ. Cũng tại vòng 17 Serie A, Fiorentina có được chiến thắng 4-0 trước Salernitana, trong khi Juventus tiếp tục có trận hòa một đều đáng thất vọng trước Venezia. Nhờ hai bàn thắng của Kingsley Coman và Jamal Musiala trong hiệp 2, Bayern Munich thắng ngược Mainz 0-5 trên sân nhà ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 15. Kết quả này đánh dấu sự kiện Julian Nagelsmann cán mốc 100 chiến thắng ở giải đấu số 1 nước Đức. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi gia công của Onisivo. Chung cuộc, Bayern giành chiến thắng 2-1. Niềm vui của thầy trò Nagelsmann cũng được nhân đôi bên trong trận đấu cùng giờ. Dortmund đã bị Bochum cầm hòa một đều. Nhờ đó, sau vòng 15, Bayern Munich đã gia tăng cách biệt với Dortmund lên thành 6 điểm. Một số kết quả đáng chú ý khác vòng 15 Bundesliga: Cologne đã thua 0-2 trước Augsburg, Freiburg đã thua 1-2 trước Hoffenheim, trong khi Leipzig có được chiến thắng 4-1 trước Mönchengladbach. Vào giữa tuần qua, trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Gent tại Europa Conference League đã bị UEFA hoãn lại sau khi đội bóng nước Anh đã toan vì Covid-19. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xếp lại lịch cho trận đấu này và đang xem xét hủy bỏ nó, UEFA tuyên bố. Theo phụ lục J, trong các quy định của Europa Conference League, UEFA phối hợp cùng hai câu lạc bộ đã cố gắng tìm giải pháp khả thi nhằm dời trận đấu lên sang thời điểm khác, đảm bảo hoàn thành được vòng bảng. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, giải pháp thực tế cho cả hai câu lạc bộ này vẫn không tồn tại, vì vậy trận đấu này không thể diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc Tottenham Hotspur sẽ bị xử thua trắng 0-3 vì không thể tham dự trận đấu như lịch trình ban đầu. Tương tự kỳ chủ nhật hè, Amadiello là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng vào kỳ chủ nhật mùa đông sắp tới. Fabrizio Romano tiết lộ nhiều câu lạc bộ đã tiếp cận Man United nhằm hỏi mượn Messi bờ biển Nga. Về phía Man United, quỷ đỏ cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Amadiello để đưa cầu thủ trẻ của mình tích lũy kinh nghiệm. Trong số những đội bóng đang đàm phán với Man United có phải gì đó, ngoài câu lạc bộ của Hà Lan, Crystal Palace và đội bóng cũ Atalanta cũng được cho là muốn mượn Amadiello. Trước khi chuyển đến Man United với 37 triệu bảng, Amadiello đã đá 5 trận và ghi được 1 bàn cho Atalanta. Với màn trình diễn bùng nổ của hàng công, đội tuyển Thái Lan dễ dàng đánh bại Myanmar 4-0 ở trận đấu thứ 2 vòng bảng. Kết quả này giúp đội bóng của Lazare Poking vươn lên dẫn đầu bảng A. Những người lập công cho Thái Lan là Tirasin Dangda với một cú đúp, bên cạnh hai bàn thắng khác của Kanis Ripunfen và Subachok. Thái Lan và Singapore có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận tới diễn ra vào ngày 14 tháng 12, Thái Lan sẽ gặp Philippines vào lúc 16:30. Cũng trong chiều qua, Philippines có được chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.